Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình An Giang. Chương trình tối nay Chủ nhật ngày 2 tháng 1 năm 2022 có những thông tin đáng chú ý. An Giang nâng cao hiệu quả nguồn vốn từ Quỹ Quốc gia về việc làm. An Giang tận dụng các nguồn lực chăm lo cho người lao động có thêm điều kiện vui Tết Nhâm Dần 2022. Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình vừa ký ban hành kế hoạch số 832 triển khai thực hiện quyết định số 2013 trên QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược ngoại giao văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh An Giang. Mục tiêu kế hoạch là quảng bá các giá trị văn hóa, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, trong đó chú trọng việc lan tỏa các giá trị, tư tưởng, quan điểm nhân sinh quan, thế giới quan tiến bộ và cao đẹp của dân tộc Việt Nam, đặc biệt là thông qua hình ảnh giá trị tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các danh nhân được UNESCO vinh danh, quan tâm phát triển ngành công nghiệp văn hóa, mở rộng thị trường cho hàng hóa, sản phẩm dịch vụ của Việt Nam, xây dựng Việt Nam trở thành địa chỉ hấp dẫn về giao lưu văn hóa quốc tế và thúc đẩy xây dựng thương hiệu địa phương. Vận động mới, bảo vệ và phát huy các di sản, danh hiệu Việt Nam đã được quốc tế công nhận để vừa góp phần bảo tồn giá trị truyền thống, vừa tạo thêm nguồn lực để các địa phương phát triển nhanh và bền vững, vừa thể hiện trách nhiệm đóng góp vào kho tàng văn hóa, tri thức của nhân loại, vận động để Việt Nam đăng cai các sự kiện quốc tế và khu vực về văn hóa, khoa học, giáo dục, thể thao, du lịch, vân vân. Tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại để làm giàu bản sắc văn hóa dân tộc phù hợp với thực tiễn của Việt Nam, đóng góp vào xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đồng thời bảo vệ các giá trị nền tảng tư tưởng của Đảng, thành quả của đất nước. Trong đó tập trung quảng bá các giá trị văn hóa, hình ảnh đất nước, con người An Giang, vận động đa dạng hóa và bảo tồn phát huy các di sản, danh hiệu quốc tế của Việt Nam, gắn kết ngoại giao văn hóa với địa phương, người dân, doanh nghiệp và đồng bào Việt Nam ở nước ngoài, tăng cường nguồn lực, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Trần Anh Thư cũng vừa ký quyết định số 3233 về việc phê duyệt bản đồ ngập lụt vùng hạ du công trình hồ chứa nước Thanh Long, địa điểm tại xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Theo quyết định phê duyệt bản đồ ngập lụt vùng hạ du đập hồ chứa nước Thanh Long thuộc xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi An Giang và công ty cổ phần tư vấn và phát triển kỹ thuật tài nguyên nước lập với các nội dung chủ yếu như sau. Phạm vi bản đồ ngập lụt dùng hạ du đập hồ chứa nước Thanh Long thuộc xã An Hảo, huyện Tịnh Biên xuất phát từ công trình đầu mối chạy dọc theo suối Thanh Long và đổ vào kênh K15 thuộc địa phận ấp Tân Lợi, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên. Tổng chiều dài suối vào khoảng 6,47 km, tổng diện tích tự nhiên của xã là 53,43 km2. Mức độ ngập của dùng hạ du đập khi công trình xả nước theo quy trình xả lũ trong tình huống khẩn cấp và dỡ đập ứng với 4 kịch bản, trong đó gồm xả lũ trong điều kiện vận hành hồ chứa, xả lũ chủ động, kịch bản lũ 5%, xả lũ chủ động, lũ đến hồ chứa nước Thanh Long là lũ tần suất 5%, tràn làm việc bình thường. Các lưu vực khác sẽ ra lũ 5%, mưa hạ du ứng với tần suất 5%. Kịch bản lũ 1,5%, xả lũ chủ động, lũ đến hồ chứa nước Thanh Long là lũ thiết kế 1,5%, tràn làm việc bình thường. Các lưu vực khác sẽ ra lũ 1,5%, mưa hạ du ứng với tần suất 1,5%. Kịch bản xả lũ 0,5%, xả lũ chủ động, lũ đến hồ chứa nước Thanh Long là lũ kiểm tra 0,5%, tràn làm việc bình thường. Các lưu vực khác sẽ ra lũ 0,5%, mưa hạ du ứng với tần suất 0,5%. Sự cố về đập, kịch bản dỡ đập lũ 0,5%, lũ đến hồ chứa nước Thanh Long là lũ kiểm tra 0,5%, tràn làm việc bình thường, đập bị dỡ. Các lưu vực khác sẽ ra lũ 0,5%, mưa hạ du ứng với tần suất 0,5%. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi An Giang có trách nhiệm xây dựng phương án ứng phó thiên tai và phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp theo bản đồ ngập lụt được phê duyệt và theo đúng quy định tại nghị định số 114 trên NDCB ngày 4 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập hồ chứa nước, đồng thời triển khai các biện pháp an toàn cho đập và vùng hạ du, chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu, dữ liệu và bản đồ ngập lụt vùng hạ du đập trình phê duyệt. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, giám sát và hướng dẫn công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi An Giang trong quá trình thực hiện phương án ứng phó thiên tai và phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp theo bản đồ ngập lụt được phê duyệt theo quy định, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thẩm định bản đồ ngập lụt vùng hạ du công trình hồ chứa nước Thanh Long thuộc xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.
Thời gian qua, chương trình cho vay tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm từ Quỹ Quốc gia về việc làm trên địa bàn tỉnh An Giang đã phát huy hiệu quả tích cực, tạo việc làm cho lao động, giúp nhiều hộ gia đình mở rộng và phát triển sản xuất kinh doanh, từ đó góp phần nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống cho người lao động. Chỉ tính riêng trong năm 2021, doanh số cho vay từ Quỹ Quốc gia về việc làm trên địa bàn tỉnh đạt 106 tỷ đồng với 2.652 lượt người dân được vay vốn. Được kết quả trên là nhờ công tác quản lý cho vay, thu hồi nợ được thực hiện nghiêm túc, việc giám sát sử dụng vốn cho đến đôn đốc trả nợ được tổ chức hội nhận ủy thác cấp xã và đơn vị liên quan chịu trách nhiệm theo dõi thường xuyên liên tục. Để nâng cao hiệu quả Quỹ Quốc gia về việc làm, thời gian tới Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục tham mưu Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ngân hàng Chính sách Xã hội ưu tiên tập trung nguồn vốn cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm để góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch. Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền phổ biến rộng rãi trong nhân dân về nguồn vốn này để người dân tiếp cận, nắm rõ mục đích của nguồn vốn và sử dụng vốn vay hiệu quả. Ưu tiên cho vay đối với lao động là đồng bào dân tộc thiểu số, người tàn tật, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ, cơ sở dạy nghề dành riêng cho người tàn tật nhằm tránh nguy cơ mất việc làm, ổn định cuộc sống và hòa nhập cộng đồng. Với chủ đề Tết sum vầy xuân bình an và phương châm tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang đã chủ động tổ chức và hướng dẫn các cấp công đoàn trong tỉnh vận động các nguồn lực có thể để tăng cường chăm lo cho người lao động có thêm điều kiện vui Tết Nhâm Dần. Theo đó, bên cạnh vận dụng tối đa nguồn tài chính công đoàn, kết hợp các nguồn từ hỗ trợ của thủ trưởng, lãnh đạo đơn vị doanh nghiệp và xã hội hóa để tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, chăm lo thiết thực, giúp đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19 có điều kiện đón Tết vui xuân. Tập trung tổ chức chương trình Tết sum vầy ở công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, công đoàn cơ sở doanh nghiệp nơi có đông đoàn viên, người lao động. Việc tổ chức phải đảm bảo thiết thực, chu đáo, ý nghĩa, tạo sự lan tỏa và thực hiện đúng quy định phòng chống dịch COVID-19. Liên đoàn Lao động các huyện, thị xã, thành phố phối hợp công đoàn các khu công nghiệp, ban ngành đoàn thể và Ủy ban Nhân dân cấp xã tổ chức các hoạt động chăm lo, thăm hỏi vui Tết cho đoàn viên, người lao động đang trọ tại các tổ tự quản, khu nhà trọ công nhân trên địa bàn từ nguồn tài chính công đoàn và vận động nguồn xã hội hóa. Tiếp tục triển khai gói hỗ trợ theo quyết định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các chương trình hỗ trợ của địa phương, tăng cường xã hội hóa nguồn lực để hỗ trợ người lao động khó khăn, giúp người lao động tiếp tục lao động sản xuất, gắn bó với doanh nghiệp và đồng hành với người sử dụng lao động, phục hồi sản xuất kinh doanh. Thưa quý vị, với số ca mắc COVID-19 vượt trên 33.000 ca, An Giang là một trong những tỉnh có số ca mắc cao ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, tính đến thời điểm này, tỉnh An Giang đã kiểm soát khá tốt tình hình dịch bệnh. Đây là kết quả của sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, trong đó có vai trò nỗ lực rất lớn của ngành y tế và tinh thần trách nhiệm quên mình của đội ngũ y bác sĩ trong điều trị và chăm sóc sức khỏe của người bệnh. Khi dịch COVID-19 bùng phát lần thứ tư, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp. Đây cũng là lúc ngành y tế An Giang quy động toàn lực lượng tích cực tham gia vào phòng chống dịch với mục tiêu bảo vệ sức khỏe của người dân và cộng đồng. Cùng với các lực lượng chức năng, ngành y tế đã triển khai nhiều giải pháp phòng chống dịch COVID-19 theo phương châm 4 tại chỗ, chiến lược 5K, vaccine, truyền thông, công nghệ thông tin, mô hình điều trị tháp 3 tầng theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Theo đó, toàn ngành đã bố trí quy động nguồn lực, nhân lực, trang thiết bị y tế để bảo đảm an toàn sức khỏe của nhân dân trước cơn đại dịch COVID-19. Thành công của công tác phòng chống dịch đưa An Giang trở lại trạng thái bình thường mới là thực hiện tốt mục tiêu phủ vaccine thần tốc. Đây là mấu chốt để thực hiện quyết tâm nỗ lực phòng chống dịch của cả hệ thống chính trị trong quy động các nguồn lực thực hiện tiêm phòng bất kể ngày đêm. Chưa đầy 2 tháng, An Giang đã phủ đầy mũi 1 và mũi 2, tiến tới tạo miễn dịch cộng đồng. Tính đến nay, tỷ lệ tiêm phòng mũi 1 đối với đối tượng trên 18 tuổi đạt trên 98%, mũi 2 đạt gần 97%, tỷ lệ tiêm vaccine cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi đạt 103,7% mũi 1, mũi 2 đạt 81,4%. Kết quả này đưa An Giang trở thành một trong những tỉnh đạt tỷ lệ bao phủ vaccine cao trên cả nước. Cùng với giải pháp tiêm vaccine thần tốc, có thể nói An Giang là địa phương triển khai thành công việc thực hiện quản lý điều trị F0 tại nhà. Hiện nay toàn tỉnh quản lý trên 2.100 trường hợp. Theo đánh giá của ngành y tế, đa phần số ca mắc COVID-19 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ. Vì vậy, việc triển khai quản lý và điều trị F0 tại nhà được xem là giải pháp hiệu quả, mô hình điều trị phù hợp an toàn, giúp giảm tải cho bệnh viện, cơ sở điều trị, hạn chế số ca chuyển nặng khi tỷ lệ bao phủ vaccine phòng COVID-19 đạt mức cao. Thưa quý vị và các bạn, cách ly điều trị F0 tại nhà đang được xem là một chủ trương phù hợp khi tỷ lệ bao phủ vaccine phòng COVID-19 đạt mức cao.
Tại huyện Phú Tân, từ tháng 11 năm 2021, huyện đã triển khai thực hiện điều trị F0 không triệu chứng tại nhà dưới sự giám sát chặt của các cơ quan chức năng. Mô hình điều trị này bước đầu đã được phát huy và đem lại hiệu quả thiết thực trong điều kiện thích ứng với tình trạng bình thường mới. Ngay sau khi phát hiện bị nhiễm COVID-19 qua test nhanh kháng nguyên, anh LTH ở thị trấn Chợ Giàm, huyện Phú Tân đã nhanh chóng khai báo với trạm y tế thị trấn Chợ Giàm và thực hiện cách ly an toàn với các thành viên trong gia đình. Là trường hợp F0 không có triệu chứng, trước đó đã được tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19 cùng với sự tư vấn, thăm khám, hỗ trợ điều trị của cán bộ y tế lưu động và tuân thủ các quy định cách ly tại nhà. Nên sau 14 ngày điều trị, đến nay anh đã có kết quả xét nghiệm âm tính. Khi điều trị tại nhà thì cảm thấy sức khỏe thì nó cũng bình thường, lâu lâu thì nó cũng có một vài triệu chứng như là ho hoặc là nghẹt mũi. Thì trạm y tế cũng có điện qua Zalo đó để hướng dẫn mình cách điều trị. Và hướng dẫn đầy đủ là như mình phải đảm bảo nguyên tắc 5K và mình phải cách ly với người thân trong gia đình đó để tránh lây nhiễm chéo trong gia đình. Đi phát hiện bệnh thì cũng lo lắm lắm, mà cũng điện bác sĩ tư vấn rồi cũng an tâm, điều trị cũng mau khỏe. Thấy ngày nào cũng tắt bố hết, tắt vitamin đồ uống, ngày nào cũng điện an tâm đó. Nếu có gì điện là bác sĩ tư vấn tận tình đó. Giờ đến nay sức khỏe hiện tại như thế nào? Sức khỏe giờ cũng khỏe rồi, khỏe như bình thường vậy đó, còn triệu chứng gì hết đó. Thì cách ly ở nhà thì được thoải mái hơn. Để thực hiện tốt việc quản lý điều trị các bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại nhà, các cán bộ y tế thực hiện khám sàng lọc đối với những F0 không có triệu chứng, nếu đủ điều kiện đều cho đăng ký và cam kết thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế về điều trị cách ly tại nhà, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn trong chăm sóc sức khỏe cho các bệnh nhân F0. Quản lý điều trị F0 tại nhà thì trạm y tế chúng tôi thành lập trạm y tế lưu động thì cũng có dự trù trang thiết bị cũng như là thuốc, thì có thuốc A, có thuốc B và có thuốc C, và cũng có dự trù một số cơ số về vật tư y tế. Thì sau khi test nhanh dương tính, chúng tôi đánh giá lại phân loại tình trạng của bệnh nhân. Nếu trường hợp F0 không có triệu chứng thì chúng tôi theo dõi sức khỏe tại nhà và hướng dẫn bệnh nhân ăn uống nghỉ ngơi hợp lý. Rồi đối với trường hợp có triệu chứng nhẹ như sốt, ho, sổ mũi, đau họng thì chúng tôi sử dụng gói thuốc A trong vòng 7 ngày. Thì trong quá trình quản lý F0 tại nhà thì chúng tôi có kết bạn Zalo và kết thăm điện thoại hỏi thăm sức khỏe hàng ngày đối với bệnh nhân. Nếu tình trạng bệnh nhân có nhiều nặng thì chúng tôi điều người nhân viên tới đến khám và đánh giá lại tình trạng bệnh nhân. Cùng với đó, Ban chỉ đạo các địa phương đã thành lập, củng cố nhân sự trạm y tế lưu động, bổ sung các trang thiết bị y tế cần thiết, xe cấp cứu, gói thuốc điều trị, biển báo, dây dằng. Củng cố tổ COVID-19 cộng đồng thực hiện công tác phối hợp theo dõi giám sát việc chấp hành cách ly điều trị tại nhà của bệnh nhân, hỗ trợ mua lương thực thực phẩm khi người dân có nhu cầu. Qua thời gian triển khai thực hiện mô hình cách ly điều trị F0 tại nhà đã mang lại nhiều kỳ vọng khi nhận được sự đồng thuận của đông đảo người dân. Thì thấy cái việc cách ly ở tại nhà thì để cho một phần nào đó để cho người dân người ta an tâm, người ta làm việc mà người ta cũng tuân thủ theo 5K. Bà con rất là đồng ý theo cái việc là tập trung tại nhà, thì tại vì cái người mà F0 người ta tuân thủ cũng tốt, rồi người ở địa phương người ta cũng vẫn quản lý giám sát là tiếp với nhà nước cùng chung tay để đẩy lùi cái dịch bệnh này. Điều trị F0 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ tại nhà là phương án cần thiết khi các ca bệnh có xu hướng tăng trong cộng đồng. Qua đó không chỉ giúp người bệnh thoải mái, yên tâm hơn khi được sinh hoạt chăm sóc sức khỏe trong căn nhà của mình, không chỉ chia sẻ và giảm gánh nặng với ngành y tế trong công tác phòng chống dịch COVID-19, mà còn khẳng định quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong việc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 theo tinh thần nghị quyết 128 của Chính phủ. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả tốt hơn trong công tác điều trị F0 tại nhà, điều quan trọng nhất là người bệnh và gia đình phải tuân thủ hướng dẫn điều trị và các biện pháp phòng tránh lây nhiễm cho người thân và cộng đồng. Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh, trong ngày hôm nay, 2 tháng 1 trên địa bàn tỉnh An Giang ghi nhận 167 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 4 ca là người ngoài tỉnh đến khám bệnh và phát hiện tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang. Cụ thể, huyện Chợ Mới 39 ca, cộng đồng 26 ca phát hiện qua tầm soát cộng đồng và tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, Bệnh viện Sản Nhi An Giang, khu cách ly 13 ca. Huyện Châu Thành 21 ca, cộng đồng 5 ca phát hiện qua tầm soát cộng đồng, khu cách ly 16 ca.
Thị xã Tân Châu 17 ca phát hiện qua tầm soát cộng đồng và khám sàng lọc tại bệnh viện. Thành phố Long Xuyên 16 ca cộng đồng phát hiện tại bệnh viện đa khoa Trung tâm An Giang. Huyện Tịnh Biên 15 ca cộng đồng phát hiện qua truy vết mở rộng. Huyện An Phú 13 ca cộng đồng, 12 ca phát hiện qua khám sàng lọc tại trung tâm y tế và trạm y tế, khu cách ly 1 ca. Thành phố Châu Đốc 11 ca cộng đồng, 1 ca ở phường Châu Phú B phát hiện qua khám sàng lọc tại trạm y tế, khu cách ly 10 ca. Huyện Thoại Sơn 11 ca cộng đồng, 5 ca phát hiện qua khám sàng lọc tại bệnh viện đa khoa Trung tâm An Giang, khu cách ly 6 ca. Huyện Phú Tân 11 ca cộng đồng phát hiện qua tầm soát tại bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh và trung tâm y tế Phú Tân. Huyện Tri Tôn 9 ca cộng đồng, 7 ca phát hiện qua tầm soát cộng đồng, khu cách ly 2 ca. Bệnh viện đa khoa Trung tâm An Giang 4 ca có địa chỉ ngoại tỉnh đến khám bệnh và phát hiện tại bệnh viện. Chỉ vậy, trong đợt dịch thứ tư bắt đầu từ ngày 15 tháng 4 năm 2021 đến nay, tỉnh An Giang đã có tổng cộng 33.253 ca nhiễm COVID-19. Về tình hình điều trị, số điều trị khỏi bệnh trong ngày 243 ca, số ca tử vong trong ngày 19 ca. Đến nay, nông dân huyện Tri Tôn đã xuống giống trên 36.600 hecta lúa đông xuân năm 2021-2022, chủ yếu là lúa cao sản, nhằm giúp nông dân tổ chức sản xuất vụ đông xuân thắng lợi, đảm bảo an sinh xã hội và bù đắp những thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trong năm 2021. Ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Tri Tôn chú trọng bố trí hợp lý thời vụ sản xuất, khuyến cáo nông dân sử dụng cơ cấu giống lúa phù hợp, đồng thời áp dụng các biện pháp kỹ thuật canh tác phù hợp với từng vùng. Hiện nay, diện tích lúa vụ đông xuân của huyện Tri Tôn đang bước vào giai đoạn đẻ nhánh. Để đảm bảo cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt, đạt năng suất cao, nông dân đang tập trung xuống đồng chăm sóc và bảo vệ cây lúa đúng quy trình kỹ thuật, thường xuyên theo dõi để chủ động phòng trừ sâu bệnh gây hại. Vụ đông xuân 2021-2022, huyện Tri Tôn có kế hoạch xuống giống trên 46.000 hecta lúa. Để đảm bảo toàn bộ diện tích lúa vụ đông xuân trên địa bàn sinh trưởng và phát triển thuận lợi, ngành nông nghiệp huyện Tri Tôn đã tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng nông dân sử dụng các giống lúa thơm, chất lượng cao, có khả năng chịu hạn mặn tốt, đưa vào sản xuất nhằm làm giảm nguy cơ thiên tai gây hại và nâng chất lượng hạt gạo hàng hóa tham gia thị trường tiêu thụ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Lê Thanh Dân, sinh năm 1981, cư trú tổ 1 ấp Vĩnh Thạnh A, xã Vĩnh Hòa, thị xã Tân Châu, về tội mua bán trái phép hóa đơn. Theo thông tin từ cơ quan điều tra, từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2018, Lê Thanh Dân thành lập và điều hành hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thanh Dân Tân Châu và công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Giang Sơn Tân Châu, địa chỉ ở xã Vĩnh Hòa, thị xã Tân Châu. Sau đó, Lê Thanh Dân mua hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng của một số công ty doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh bán lại trái phép, thu lợi bất chính. Cụ thể như Dân đã bán 197 tờ hóa đơn giá trị gia tăng của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thanh Dân Tân Châu, ghi khống mặt hàng cát tổng cộng 72.780 mét khối với tổng doanh số chưa thuế là 3.966.400.000 đồng và 48 tờ hóa đơn giá trị gia tăng của công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Giang Sơn Tân Châu, ghi khống mặt hàng cát tổng cộng 14.540 mét khối với tổng doanh số chưa thuế là 792.600.000 đồng cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vật liệu xây dựng KC thuộc ấp Tân Hòa B, xã Tân An, thị xã Tân Châu và thu lợi bất chính với số tiền là 261.960.000 đồng. Qua làm việc ban đầu, Lê Thanh Dân thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Thưa quý vị, càng gần Tết Nguyên đán thì tình trạng kinh doanh hàng hóa kém chất lượng, không rõ nguồn gốc diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến quyền lợi của người tiêu dùng. Mới đây, lực lượng liên ngành chống buôn lậu của tỉnh An Giang kiểm tra phát hiện thu giữ số lượng lớn dầu nhớt và phụ tùng xe mô tô nhãn mác nước ngoài và không rõ nguồn gốc. Trước đó, khoảng 8 giờ ngày 1 tháng 1, Tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang phối hợp cùng Công an xã Quốc Thái, huyện An Phú đã tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh mua bán phụ tùng xe Honda 7 đà tại ấp Đồng Kỳ, xã Quốc Thái do ông Nguyễn Văn Đà, sinh năm 1971, làm chủ. Qua kiểm tra đã phát hiện và thu giữ 600 chai dầu nhớt và 500 phụ tùng xe nhãn hiệu Honda các loại do nước ngoài sản xuất và không rõ nguồn gốc xuất xứ, tổng trị giá hàng hóa khoảng 150 triệu đồng. Làm việc với tổ công tác, ông Đà thừa nhận mua các sản phẩm trên từ nhiều nơi trên thị trường, không xuất được hóa đơn chứng từ tại thời điểm kiểm tra. Tổ công tác bàn giao cho Công an huyện An Phú lập biên bản tạm giữ số hàng hóa trên để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.
Thưa quý vị và các bạn, trong xu thế đẩy mạnh tiếp cận và làm chủ ứng dụng khoa học công nghệ, đẩy mạnh công nghệ thông tin vào quản lý, khai thác, vận hành hệ thống kết cấu hạ tầng, việc ứng dụng đối với xe kinh doanh vận tải khách theo hợp đồng điện tử thông qua app là một yếu tố tất yếu phù hợp với chỉ đạo của chính phủ trong quá trình thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Mới đây, công ty F-Plus chi nhánh An Giang đã triển khai và đưa vào hoạt động xe trên địa bàn thành phố Long Xuyên. Công ty F-Plus Việt Nam là công ty với thương hiệu quốc gia, cung cấp các ứng dụng F-Plus Mobile đặt xe công nghệ với tiêu chuẩn phục vụ khách hàng hạng thương gia với giá cước vận tải hợp lý và chuẩn VIP 5 sao. Ứng dụng F-Plus là ứng dụng di động cung cấp dịch vụ sàn thương mại điện tử trong ngành giao thông vận tải và chuyển phát nhanh do công ty cổ phần vận tải F-Plus Việt Nam vận hành. Ứng dụng giúp kết nối với người cung cấp dịch vụ vận tải và người có nhu cầu sử dụng vận tải. Trong thời đại 4.0, thì việc sử dụng công nghệ để phục vụ nhu cầu thiết yếu của cuộc sống là một phần tất yếu của quý khách. Thì quý khách chỉ cần tải một cái app F-Plus, thì quý khách có thể cùng một lúc sử dụng là 5 loại hình dịch vụ. Chúng tôi cam kết thực hiện tốt các dịch vụ mà khách hàng đã yêu cầu với một cái tiêu chí là vui lòng khách đến và vui lòng khách đi. Qua quá trình hình thành và phát triển, đến nay F-Plus Việt Nam đã từng bước mở rộng và đã có mặt tại 17 tỉnh thành phố và sẽ phủ khắp trên 63 tỉnh thành trong cả nước trong thời gian tới. Qua thời gian tìm hiểu, nghiên cứu thị trường thì tôi nhận thấy cái thị trường An Giang là rất tiềm năng để phát triển lĩnh vực xe công nghệ và hiệu quả. Chúng tôi sẽ nhận thấy đây là một tiềm năng và hiệu quả sẽ mang đến đối với chúng tôi và đối tác. Hiện tại chúng tôi là số lượng xe của chúng tôi ban đầu đã lên tới số 40 xe và phát triển trong thời gian sắp tới, số lượng chúng tôi dự kiến là khoảng 500 xe. Trong xu thế đẩy mạnh tiếp cận và làm chủ ứng dụng khoa học công nghệ, đẩy mạnh công nghệ thông tin và quản lý, khai thác, vận hành hệ thống kết cấu hạ tầng, việc ứng dụng đối với xe kinh doanh vận tải khách theo hợp đồng điện tử thông qua app là một yếu tố tất yếu phù hợp với chỉ đạo của chính phủ trong quá trình thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Xe công nghệ thực chất chỉ là những dịch vụ vận tải bằng xe hợp đồng, taxi, xe ôm truyền thống, nhưng ở đây có điểm khác biệt lớn nhất là xe công nghệ sẽ không phải tự tìm khách hàng sẽ tự tìm đến và kết nối tài xế thông qua một ứng dụng F-Plus trên điện thoại thông minh. Người lái xe công nghệ và khách hàng không phải ngã giá vì giá đi xe đã được tính toán dựa trên quãng đường ngắn nhất định theo định vị của bản đồ và quy ra thành tiền. Đôi bên căn cứ giá tiền trên ứng dụng để thanh toán, có thể bằng tiền mặt hoặc tài khoản điện tử. Trên đó, ứng dụng nó sẽ thể hiện đầy đủ những thông tin về lộ trình, điểm đi, điểm đến, số tiền mà khách hàng sẽ phải bỏ ra cho chuyến đi đó. Thì giá cả thì đã được niêm yết trên ứng dụng. Đây cũng là sự kiện quan trọng đối với công ty chúng tôi. Nó đánh dấu một sự trưởng thành về cái mặt kinh doanh lẫn là công nghệ. Đối với khách hàng, đầu tiên khách hàng phải thực hiện việc tải app xe công nghệ F-Plus, điền đầy đủ các thông tin của khách hàng. Khi hoàn thành việc tải app thì khách hàng hoàn toàn có thể chủ động việc đặt xe, mua sắm online, đặt giao nhận hàng hóa và có thể đăng ký mở gian hàng trên ứng dụng F-Plus. Khách hàng có thể đặt xe 24/24, có xe nhanh chóng và được đưa rước tận nơi, giá cả lại rất hợp lý, đi lại an tâm hơn vì tài xế được quản lý rất chặt chẽ, được đánh giá chất lượng dịch vụ thông qua ứng dụng, biết trước được lái xe sẽ phục vụ, biết trước giá, lộ trình di chuyển thông qua ứng dụng F-Plus. Đối với người chạy xe công nghệ, có thể tận dụng thời gian nhàn rỗi để kiếm thêm thu nhập. Chủ phương tiện không bị ràng buộc nhiều về thời gian làm việc, chỉ tiêu doanh thu cũng tương đối thấp, không bị áp lực việc phải chạy xe, áp lực trong kinh doanh. Nếu chạy toàn thời gian thì thu nhập rất cao, lượng khách hàng nhiều phủ khắp các quận huyện. Người lái xe có thể chủ động thời gian, thủ tục được thực hiện online, nhanh chóng và đơn giản. Theo em thì là bây giờ là thời buổi công nghệ 4.0 rồi, mình có thể vừa đi làm văn phòng, mình có thể dành một chút thời gian khi mà mình buổi tối hay là buổi trưa lúc giờ nghỉ trưa, mình có thể với cái này là kiếm thêm thu nhập, cái này là lý do rất là chính đáng cho tất cả mọi người. Thị trường An Giang tiềm năng phát triển rất tốt, việc hình thành và mở rộng mô hình xe công nghệ F-Plus sẽ là xu thế và đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân trong thời đại công nghệ 4.0. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình An Giang đến đây là kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự tiếp theo.